Dạ, em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị. À, em hiện đang ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên. Em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? À, lâu chưa? Dạ. Dạ, em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi, Hiếu và Tiên hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn đó nói là con trai ở trong đây á, sao thấy không có ai mà được gì hết trơn. Không có ai gọi là đàn ông hết. Trời. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Chắc đang khòm luôn. Đang khòm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thế là trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá. Đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thấy ghê lắm. Không cười cho nên dạ, không thấy cái răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì. Vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to thôi. Còn bạn này? Tối em làm về, cái chị này chị em Facebook, cái em thấy cái hình sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Cái em cũng kết bạn luôn. Cái xong em mới hỏi là ai vậy? Cái chị này chị mới trả lời là em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chỉ mập, mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương lắm. Còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn. Hết hồn? Hết hồn vì lý do gì? Hết hồn đẹp hay sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ, thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi bộ. Dạ thì lúc đó chỉ nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn. Thì em thấy vậy cái em tức. Nếu mà đã thương thì đã khác rồi. Thì người ta đã sẵn sàng giao chợ. Còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong. Là từ bữa đó giờ đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn. Thì em kêu là nếu mà tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chợ này nọ rồi. Còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố thôi. Dạ, rồi bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng 1 tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng. Ủa sớm dữ vậy? Lý do? Lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn, hẳn không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi. Cái anh mới nói chứ thôi anh nhường cho em ăn phở, anh ăn bánh mì được rồi. Rồi biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ, dạ với lại lúc dạ với lại lúc mà đi chơi chung á thì ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết đó. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cây á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48 kg á thì anh nhận em là bạn gái của anh. Cuối cùng thì có lên 48 kg được? Dạ không, lên có 1 kg. Dạ ăn quá trời ăn kinh khủng lắm. Người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không ăn được cái gì hết trơn. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ, ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À, không gì ra gì dạ. hết. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Ừ. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về ảnh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi á, mệt quá, nhiều khi buổi trưa á em ngủ quên. Có khi em ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều á em mệt. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi á mới vừa dỗ ngủ được chút à, chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dậy mất tiêu. Con gái hả? Dạ, chỉ dậy mất, mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em nó ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì ảnh là không đồng ý. Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé nó còn nhỏ. Thì em giải thích cho ảnh không có hiểu. Trẻ con mà, nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó. Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì ảnh không chịu. Ảnh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ. Rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ, vợ em mới khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy ngửa chân. Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chê dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi, tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi, nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà quét nhà này nọ, rồi mấy cái thau đồ tắm của con cũng quăng lung tung. Với nhiều lúc em cũng bực, em dành làm thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho. Nhưng mà làm không có được. Dạ tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm. Thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cái tính của ảnh rất là khó chịu. Tại vì em bị cận á, em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả, anh quét lại cỏ đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực, ảnh nói chuyện cứ cọc lóc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi giống như mà em cảm thấy bức con xúc. Em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình á thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì hả ảnh cứ nghe con khóc rồi xót đúng không? Ảnh xót nhưng em cũng xót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ hối ảnh chửi em, ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng nhá nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt, mày tao suốt, mày tao suốt. Ai biểu, ai biểu. Trời ơi trời trời. Trời ơi đi coi. Không cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. Vợ chồng đậu. Kêu mày tao không à. Nhưng mà hả em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi, về sau thì không được gọi. Nhưng mà ảnh cứ ê mày lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày ê mày. Rồi cãi nhau ảnh cũng mày tao với em luôn. Rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nói sao? Mẹ chửi ảnh nhưng mà mẹ không có la ảnh trước mặt em. Nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á, lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á thì mẹ chồng á phải không? Dạ Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với con Tiên. Ảnh cũng dạ thưa nào xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh đó, anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi. Xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời đất ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Mẹ em nói là hả, nói mà nói mày tao á, mày tắt cái mặt nó cho tôi. Tắt cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tát vô mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á. Cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó, ôi. Lúc đó hả em giận sôi máu luôn. Nhưng mà ảnh giỡn hay là ảnh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em Hiếu không biết. Thiệt hay là giỡn? Dạ hay, vừa giỡn vừa thiệt. Tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu vậy, dính lên tường hết rồi. Sao dính tóc, dính một ít vô tóc là. Có bao giờ em bị vợ em có những hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của vậy, chị tự nhiên chị lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi đổ hết vô người em luôn. Trời ơi. Từ trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm, ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần tụi em cãi nhau như vậy thì có phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường là ảnh thắng mà. Tại vì ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não thì thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á, tụi canxi hoài luôn. Mà mỗi lần dạy ảnh sợ, mà ảnh không có chừa. Ảnh làm nữa. Không chừa. Dạ, ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày, nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến, em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo, đó là đừng kêu bằng mày tao nữa. Có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không? Em hãy là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Đứng lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đi sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á. Em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao? Tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi, cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi. Thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng. Hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà á, cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị điểm. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học, chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức, hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng search những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau, chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y dèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay nghe ha. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc.